Chào mọi người, chiều hôm nay ông xã hẹn lại vào bếp coi hai cha con kìa. Tình cũng hết sức. Đóng phim Titanic cho cả nhà ơi. Hay là chồng Hiền đang chiên cái món gà nè mọi người, cái chảo huyền thoại của nhà Hiền. Thì cái gà này ảnh xắt nhỏ xong rồi ảnh lăn qua bụng mì, qua trứng, xong rồi lăn qua cái bụng bánh mì á mọi người. Và sau đó thì nhà của Hiền sẽ xào nó qua cái sốt teriyaki này cả nhà, cái sốt làm sẵn này để Hiền ăn thử rồi nói cho mọi người nghe cái sốt hiệu Panaru này có ngon hay không. Cả nhà ơi, nhìn em này, hôm nay em đổ lì nè cả nhà ơi. Đó, em đổ lì là em gì đó. Con có đổ lì không? Con đổ lì chứ gì nữa, coi tóc dài thòn rồi kìa. Con đi đâu đó? À, con muốn món nào? Món nào em đòi ăn mà Hiền biết ăn, đòi ăn cái gì nữa? Nhưng mà món cái nào? Món cái nào mới được? Đây đây hả? À, đây nè, cái này là mẹ mua cho bà ngoại mà. Trời ơi, em đòi sô-cô-la. Cái này mẹ mua cho bà ngoại, đâu phải mua cho con. Đó, mua cho bà ngoại em đó mà em lấy ra em bắt mở đó mọi người. Đó, bắt mở ra gì đó. Rồi, con ăn sô-cô-la phải không? Dạ. Dạ. Con xin chào mọi người đi. Đây mẹ cho nè. Con có mặt kìa. Ôi, một cục được rồi, gì mà tới hai cục lận. Một cục thôi cơ. Ờ rồi mẹ mở nha, mẹ mở nha. Ok. Look at him. He loved this chocolate. Rồi con ăn đi. Này mẹ mở ra nè. À, mọi người coi nè, giờ cho em ăn sô-cô-la nè. Em nếm ghiền sô-cô-la này lắm nè cả nhà ơi. Không có bỏ hết nguyên cục nha, cắn từ từ cho mẹ nha. Yummy. Is it good? Ngon không con? Ngon ha. Rồi một hộp sô-cô-la của bà ngoại đã bị thủ tiêu. Em đam mê sô-cô-la lắm cả nhà. Mà sô-cô-la này là sô-cô-la mà dạng hơi đắng á mọi người. 70% là sô-cô-la á. Thì nó sẽ ít sữa, ít đường à, ngon lành kìa. Chia cho mẹ ăn cục được không? Ăn đàng hoàng nha, không có được bỏ nguyên họng nha. Trời ơi, gớt rồi. Ăn gì mẹ yêu thích cái gớt đó là lụm lên ăn tiếp. Dạ, đúng không? Mẹ nói đúng đúng không? Mẹ biết con mà. Cái thìa á mọi người, cái thìa, cái muỗng và xào cho nó chín sơ sơ trước hết cả nhà. Tức là Hiền có một mớ mồng tơi cho vô luôn, thập cẩm luôn mọi người ơi. Đây, xào lửa lớn. Bây giờ mình sẽ đổ cái sốt vô. Để xem mình sẽ cần bao nhiêu sốt. Chồng thì nói là thêm sốt nữa. Yeah, more sauce. Yeah. Cái mùi thơm quá cả nhà. Maybe a bit more sauce. No. That's enough. I think that's pretty good. That's pretty good. It still leaves a little bit crunchy. Yeah. Rồi chồng thì nói vậy là đủ sốt rồi đó cả nhà. Vậy là chai sốt này chắc là mình ăn được cỡ 2 đợt. Xin chào cả nhà. Cả nhà ơi, cửa tối hôm nay như Hiền đã nói ở đầu video đó là món gà teriyaki và salad. Ăn với cơm ha mọi người, đây là tô cơm của Hiền, đây là tô cơm của anh xã. Xin mời cả nhà ăn tối chung với hai đứa mình. Biết sao mà Hiền luôn có thói quen ăn cơm trước cả nhà ơi. Nhưng mà... Ờ con. Ha ha. Oh oh.
You drop it? Oh, that's so good. Để Hiền ăn thử cái gà này xem cái sốt này có ngon không nha mọi người. Review cho mọi người nghe. Ra vườn nhà cải Mỹ với mọi người, Silver Beet. How is it? It's a little bit salty. Naturally salty. That's great. Cái gà thay cho kia này nó stir fry veggie. Dạ. Nó vừa ăn, hồi nãy Hiền có để thêm một miếng miếng bột nêm gà mọi người. Miếng à. Nó vừa ăn lắm. Rồi xong Hiền để hột mè lên trên. Ăn cũng được mọi người. Nó có cái vị giống như là cái vị tương mà giống như của những cái món của Trung Hoa cả nhà. Ăn cũng được. Yummy. Is that teriyaki, is it? Korean? Japanese. Oh yeah. Hết chứ. Ờ, rồi em Quốc xin chào. Cái lúc này sao quậy quá cả nhà ơi, chịu không nổi. Very active boy. Đó, liên tục quá mọi người thấy không? Bây giờ mà em mà nói chuyện với Hiền mà Hiền không nhìn em á ha, là em gì nè, em xoay đầu Hiền qua gì nè, ý nó là hướng này nè mẹ, em nhìn hướng này. Ồ, oh. He wanna say hi to everyone. Hôm nay muốn xin chào cả nhà. Biết rồi em này là trung tâm của cái video của mọi người. Cũng được. Sốt này ăn được rồi nha. Set the same line in the shop. Same line mà. Ủa bụt rồi. Mày dọn games. Nữa con. Yeah. Same flavor. Tao sống đi suy bất xong thì chua meals. Chồng nó giống hương vị như khi mua ở trong tiệm vậy mà. Đúng rồi. Cái này khi mà mọi người mua bao nhiêu nay về trong tiệm khoảng 20 đồng á. Dạ. Được miếng rau cần. Thì hồi nãy Hiền có nói là cái gà này chồng Hiền lăn qua bột mì. Xong rồi lăn qua trứng. Xong rồi vùng bánh mì. Một chấm chiên. Nó. Quang ơi, đàng hoàng, con đừng có hạ họng giỡn nữa. Mọi người biết không? Chi phí sống ở Úc nó mắc dễ sợ cả nhà. Mỗi tháng tiền nhà ha, tiền điện, tiền nước. Ngoài ra cái những cái chi phí rất là nặng mỗi năm á mọi người, là tiền thuế, tiền thuế xe nè, rồi tiền xe nè. Một chiếc xe ở bên Úc á, rồi tùy thuộc vào cái thì thuộc vào cái size lớn hay nhỏ. Xe mà lớn hơn thì tiền thuế để mà chạy trên đường sẽ mắc hơn. Mình sợ hàng nó cuốn với dao kìa. Có nghĩa là khi mà chạy xe trên đường hay là từ vừa tiền thuế xe chạy trên đường và vừa tiền bảo hiểm xe. I'm talking about insurance and stuff for car every year is quite heavy fee. And you gotta have insurance, otherwise if accident happen, you'll be in big, big trouble. Yeah, well, remember the third party is compulsory. Yeah. You can't drive a car on the road if you don't pay for that. Yeah. Police catch you, they'll take to it well. You'll be in big trouble. That's a must, right? Yeah, have to have that one. Có nghĩa là anh nói là phải có cái bảo hiểm third party compulsory với mọi người.
compulsory là bắt buộc. Thắc mắc đây là bên thứ ba, bảo hiểm bên thứ ba. That means that if you cross, if you cross into someone, then the insurance will take care of that, right? The insurance will take care of the health costs. Not the car. Not their car, not their vehicle or their house. Which is, you know, can get pretty expensive pretty quickly if you crash into a Ferrari or something. And then there's the next one after that. You can also get fire and flood. But the next one after that is, it covers your car as well. Oh, yeah. And it's much more expensive. It's nearly double. Nearly double. It's a little bit less than double. Có nghĩa là lên thêm một bước nữa là bảo hiểm sẽ trả luôn. Xe mình hư bảo hiểm sẽ trả luôn. Là cái tiền bảo hiểm á gần như là gấp đôi so với cái bảo hiểm mà nhà nước bắt buộc. Thế? Còn chưa sống ở đây á mọi người. Mỗi năm mình tới tiền thuế nữa. That's right. Phải. Ôi, giết của em quá hết hiền rồi. Trời ơi, mẹ có cây hương thảo. Ôi, trà thơm quá ta. Hương thơm quá, hương thảo. Rosemary. Rosemary. Split it up a bit more. Crunch it up a little bit. Thế, gì nhớ anh nhớ. Cái đó. He looking at a pear. He want a pear. Không có ăn đâu mà con bày đặt. Đưa con cái là con nhã. Ồ, hương thảo mày nhớ không? Mỗi lần ra giường mày cho hửi á. Với kiểu em chằn lửa cả nhà. Đâu có. Con hiền lắm. Ở đó, 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 mọi người nhìn thấy không? Mọi người. Hả? Dạ. Ây trời đất ơi, trời đất ơi. Siêu quậy quá đi. Ông cho ba mẹ ăn này. Ây dạ. Mommy đã nói là con không có được làm như vậy. Hổn nè. Ừ, cho con miếng giấy đó con ngon. Bình tĩnh lại đi. Calm down. Oh my god, is it the chocolate light up? Tối ngày rồi ăn sô-cô-la rồi, sô-cô-la đường không mà ăn con nít ăn đường đó mọi người. Nằm đây em sẽ giống như là hưng phấn. Thì nghĩ em này đang hưng phấn từ sô-cô-la rồi đó. That's actually quite good. Tasty. It's just like the shop. The flavor. They don't usually crumb theirs, but they don't crumb. So they use that flour that you know the one I was talking about the other day. Like at the Pepsi. Like at the Korean shop. Oh yeah, really crunchy. Yeah, a really crunchy one. Cái mù tạt vườn nhà hiền. So the giant cabbage bought from the shop. I film it and ask everyone, is it Chinese cabbage? They told me no, it's not. So what did they what did they sell us? They say Chinese cabbage, which is not Chinese cabbage. Which one? The trees, the baby trees. Did you check the label on the plant? Yeah, the label still says Chinese cabbage. I look again. Yeah. Oh. Maybe the pandemic has affected them. He will smile, but. Maybe someone has changed the labels around. This is the second time it happened. It happened to the bok choy too. Mà nó biết xài bok choy, mà nó biết xài white bok choy. But when I got it home, I only paid attention to the label, and when I got home, it's true bok choy. One label say bok choy, one label say white bok choy, but that wasn't the case. You'll be surprised.
nhìn thấy ăn được á mọi người. Cũng ra ná như teriyaki mà mình ăn ngoài tiệm nữa. Cái là nhà teriyaki thì nhìn thấy là sốt ăn cũng tạm tạm. Thì là cái sốt. Dạ. That's a lot. Thôi cả nhà ơi, gia đình của Hiền á, xin kết thúc cái phim này ở đây. Hẹn lại cả nhà một phim sau ngày mai. Nếu như mà mọi người yêu quý kênh của gia đình bé Wood thì đừng quên cho tụi mình xin một like, một share, một đăng ký kênh để kênh của tụi mình sớm được phát triển. Xin chào mọi người. Hello Wood. Chào các con.